Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Army Inform ngày 30 tháng 6, Giám đốc điều hành tập đoàn quốc phòng Ukrobo Ronprom, ông Herman Smetanin cho hay hiện tại UAV của Ukraine có thể tấn công các mục tiêu chiến lược của đối thủ ở khoảng cách hơn 1.000 km. Ông cũng tiết lộ Ukraine đã khởi động thành công việc sản xuất hàng loạt thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV. Các chương trình sản xuất vũ khí này được thực hiện và đã thành công trong một khoảng thời gian ngắn. Ông Smetanin nói: "Các doanh nghiệp của chúng tôi đã đóng góp đáng kể khi thiết lập sự hợp tác chặt chẽ với các công ty tư nhân và giúp họ mở rộng quy mô sản xuất." Ông cũng lưu ý rằng không nên đánh giá thấp đối phương. Ông Smetanin nhấn mạnh: "Chúng tôi đã đổi mới hơn, Nga có nguồn tài nguyên khổng lồ và một ngành công nghiệp siêu mạnh. Vì vậy, Việc sao chép và cách tiếp cận của họ là không hợp lý. Để đối phó với tình trạng thiếu hụt trầm trọng đạn dược và vũ khí chiến đấu trên tiền tuyến, chính phủ Ukraine đang nỗ lực tự tìm cách trang bị vũ khí cho quân đội, song song với tiếp nhận các vũ khí viện trợ từ phương Tây. Theo AP, đầu năm nay, chính phủ Ukraine đã chi gần 1,4 tỷ đô la Mỹ để phát triển vũ khí trong nước, gấp 20 lần so với khoản ngân sách phân bổ cho lĩnh vực này hồi trước khi xung đột với Nga bùng phát. Ukraine cũng tự sản xuất đạn súng cối và các loại đạn pháo cỡ nòng 122mm, 152mm theo chuẩn liên xô trước đây. Các công ty quốc phòng Ukraine cũng đang nỗ lực đáp ứng nhu cầu lớn nhất của quân đội là chế tạo đạn pháo cỡ nòng 155mm. Theo tiêu chuẩn vũ khí của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, cần thiết cho các hệ thống pháo binh do phương Tây viện trợ cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng sản xuất nội địa là chìa khóa để Ukraine có thể duy trì khả năng phòng thủ của mình. Đây là lối thoát ông Zelensky đề cập hy vọng Ukraine có thể phát triển toàn diện ngành công nghiệp vũ khí của Ukraine. Hồi tháng 5, theo tờ Ukrainska Pravda, UAV Liuti được Ukraine phát triển để đáp trả việc Nga nhiều lần dùng UAV Shahed tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự ở nước này. Trong đó, UAV Liuti được cho đứng sau 80% các cuộc tấn công bằng UAV thành công vào lãnh thổ Nga, mà trong đó nhiều mục tiêu nằm cách xa biên giới Nga-Ukraine. Trên thực tế, UAV Liuti đã có một khởi đầu không mấy suôn sẻ, được phát triển mà không có sự hậu thuẫn của chính phủ Ukraine, do mang hình dáng thiết kế lớn và cồng kềnh, UAV Liuti đã không được lòng giới lập pháp nước này. Nhưng kể từ đầu năm nay, khi Ukraine bắt đầu triển khai chiến dịch phối hợp tấn công thường xuyên bằng UAV xuyên biên giới và tập trung chủ yếu vào các nhà máy lọc dầu của Nga, đây là lúc UAV Liuti thể hiện năng lực. Cụ thể, UAV này có tầm hoạt động gần 1.000 km, sải cánh hơn 6,7 m và có thể mang theo khối thuốc nổ nặng 50 kg. Dù nhiều UAV khác của Ukraine có phạm vi hoạt động xa hơn, nhưng dường như chiến dịch tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga chủ yếu do UAV Liuti thực hiện. Theo đài RT, thống đốc Kursk, ông Alexei Smirnov thông báo 5 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga. Cụ thể, ông Smirnov viết trên Telegram rằng một chiếc UAV đã thả một thiết bị nổ xuống một tòa nhà dân cư ở làng Grodice gần biên giới với Ukraine trong đêm. Ông nói, chúng tôi vô cùng đau buồn khi có 5 người thiệt mạng do vụ việc, trong đó có hai trẻ nhỏ. Ông cho biết thêm rằng hai thành viên khác trong cùng một gia đình phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã chặn ít nhất 6 nỗ lực của Ukraine dùng UAV tấn công vào lãnh thổ Nga chỉ trong một đêm. Theo tuyên bố, lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 2 UAV ở vùng Tiver, một ở vùng Bryansk, một ở vùng Bengorod và hai ở Crimea. Ukraine chưa bình luận gì về vụ tấn công mới nhất nói trên. Các khu vực Bengorod, Bryansk và Kursk của Nga đều giáp Ukraine đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa, súng cối và UAV Ukraine gần như hàng ngày kể từ khi bùng nổ xung đột giữa hai bên vào tháng 2 năm 2022. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các lực lượng nước này đã bắn hạ 30 máy bay không người lái, drone của Ukraine qua đêm ở khu vực biên giới Belgorod giữa hai nước. Thống đốc Vyacheslav Gladkov của vùng Belgorod Nga cho biết, một số người đã bị thương, thậm chí có người thiệt mạng, cùng hàng loạt tòa nhà và xe hơi bị hư hại trong nhiều cuộc không kích của Ukraine. Theo báo The Kiev Independent, Ukraine, các báo cáo về các cuộc không kích nhằm vào Belgorod xuất hiện thường xuyên hơn trong những tháng gần đây. Belgorod là vùng giáp với các tỉnh Sumy, Kharkov và Lugansk của Ukraina. Theo hãng tin AFP, trong lúc xung đột Nga-Ukraina tiếp diễn, các lực lượng Ukraina thường xuyên tấn công các vùng của Nga và những phần lãnh thổ mà Nga kiểm soát nhằm trả đũa các cuộc bắn phá vào lãnh thổ của mình. Mới đây, Ukraina đã tấn công tên lửa vào thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea, nơi Nga sáp nhập vào năm 2014, vào hôm 23 tháng 6, khiến 4 người thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương. Nga cáo buộc Ukraina dùng các tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp để thực hiện vụ tấn công. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 4 tên lửa Atak MS của Mỹ cung cấp cho Ukraine đã bị phá hủy giữa không trung lúc đó, trong khi quả tên lửa thứ năm bị hư hỏng do hỏa lực bắn tới, khiến nó chạy hướng và phát nổ trên bầu trời thành phố. Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo quân đội nước này kiểm soát làng Sumi và Rasdolovka thuộc tỉnh Donetsk, giành các vị trí có lợi hơn trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc cánh quân trung tâm kiểm soát khu dân cư Sumy thuộc tỉnh Donetsk và cải thiện tình hình chiến thuật trong khu vực. Đề cập ngôi làng nằm cách thành trì Torres của Ukraine khoảng 10 km về phía đông. Ngoài ra, bộ này còn tuyên bố lực lượng nước này đã đẩy lùi 6 đợt tiến công trong ngày của các đơn vị xung kích thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 47, Lữ đoàn Bộ binh số 42 và Lữ đoàn Biệt kích số 68 của Ukraine, khiến đối phương tổn thất nhiều nhân lực cùng nhiều khẩu pháo, và phương tiện cơ giới. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo các đơn vị thuộc cánh quân Nam đã kiểm soát làng Rasdolovka thuộc tỉnh Donetsk và giành vị trí có lợi hơn, gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho nhiều lữ đoàn Ukraine trong khu vực. Tuy nhiên, phía quân đội Ukraine đã bác bỏ thông tin này và cho hay giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt quanh khu vực. Rostolivka thuộc Donetsk, tiêu điểm của đà tiến quân chậm mà chắc của Nga khắp miền đông Ukraine ngôi làng ở phía bắc Bắc Mút và Soleda, hai thành trì rơi vào tay Nga trong năm ngoái. Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ nhận định quân đội Nga đã duy trì nhịp độ tấn công theo hướng Torres kể từ khi họ tăng cường hoạt động tại khu vực này và dường như là nhằm tiêu hao bớt lực lượng Ukraine trong khu vực. Nhưng cho đến nay, khả năng đột phá nhanh chóng là thấp. Theo đánh giá, việc tiến sâu hơn vào khu vực Torres cũng sẽ khiến lực lượng Moscow dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc phản công đáng kể của Ukraine ở mặt trận phía Nam theo hướng Chasovya và ở phòng tuyến phía Bắc theo hướng Adipka. ISVK cho rằng các hoạt động tấn công vào Toresk cho thấy Bộ Chỉ huy quân sự Nga không cho rằng có thể tiến hành một chiến dịch quy mô lớn để tiến về Konstantinovka từ một số hướng. Mặt khác, lực lượng Moscow có thể không có ý định đạt được những thắng lợi chiến thuật đáng kể theo hướng Toresk và hy vọng rằng các hoạt động tấn công trong khu vực này sẽ gây áp lực lên lực lượng Kiev trên mặt trận rộng hơn ở khu vực Donetsk và góp phần mang lại thành công cho Chasubya và Adybka. Tuy nhiên, ISVK vẫn đánh giá những thắng lợi chiến thuật nhanh chóng của Nga theo hướng Toresk là khó xảy ra. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 29 tháng 6 nêu rõ chỉ trong 24 giờ các đơn vị không quân tác chiến chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của Liên bang Nga đã phá hủy trung tâm chỉ huy, radar theo dõi mục tiêu và dẫn đường, máy dò tìm tầm thấp cũng như hai bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không S-300. Theo bộ này, cùng ngày, các hệ thống phòng không Nga bắn hạ một máy bay MiG-29 của không quân Ukraine, 119 máy bay không người lái, 5 tên lửa tác chiến, chiến thuật ATAC-MS và 10 tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều đơn vị và thiết bị quân sự của Ukraine ở 119 khu vực. Trong một cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao Nga vào tháng 5, phát ngôn viên bộ này bà Maria Zakharova đã đưa ra tuyên bố Nga sẽ phá hủy toàn bộ vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine. Cụ thể, bà Zakharova tuyên bố rõ ràng là Mỹ tiếp tục thuyết phục các đồng minh yêu cầu họ phải giải quyết ngay các nhiệm vụ được giao. Chúng tôi sẽ làm họ thất vọng vì không có thiết bị quân sự nào sẽ cứu được Tổng thống Ukraine. Tất cả thiết bị quân sự được cung cấp cho Ukraine sẽ bị phá hủy. Tuyên bố trên của Nga xuất hiện trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có chuyến thăm Ukraine bất ngờ. Trong bài phát biểu tại Kiev, Ngoại trưởng Blinken cam kết Chúng tôi ở bên các bạn cho đến khi an ninh, chủ quyền và khả năng lựa chọn con đường riêng của Ukraine được đảm bảo. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi lời cảm ơn Mỹ vì gói viện trợ vũ khí quan trọng đồng thời cho biết hiện nước này đang thiếu các thiết bị phòng không kể từ khi triển khai kế hoạch quân sự ở ukraine quân đội nga đã phá hủy hàng nghìn máy bay không người lái uav của các lực lượng kiev còn theo hãng tin rt bộ quốc phòng nga xác nhận đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của ukraine trong đêm bằng tên lửa phóng từ trên không và uav bộ quốc phòng nga nhấn mạnh đợt tấn công nhằm đáp trả những nỗ lực phá hoại cơ sở năng lượng nga của chính quyền kiev và nhắm vào các địa điểm của Ukraine được sử dụng để sản xuất vũ khí cũng như thiết bị quân sự. Ukrainego, nhà điều hành hệ thống truyền tải điện thuộc sở hữu của chính phủ Ukraine cũng đã báo cáo thiệt hại ở một số khu vực bao gồm Kiev. Theo Ukrainego, đây là đợt tấn công thứ bảy của Nga vào hạ tầng năng lượng Ukraine kể từ tháng 3 và khiến tình trạng thiếu điện trở nên trầm trọng hơn. Việc cắt điện luân phiên đang được áp dụng trên lãnh thổ Ukraine.